Xin chào tất cả mọi người, mình là Zilong, giảng viên của khóa Pre-Senior, Senior và Master in the IELTS Workshop. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Speaking Sample. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một đề Speaking Part 2 mà mình tin là đã gây hoảng sợ cho không ít bạn trong thời gian vừa qua. Và đó chính là đề Describe a good law in your country. Legal matters. Interesting. Ok, nhưng mà trước khi đi vào và giải đề thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái đề này cũng như là các cái cue cards trong một vài phút, ý là một vài giây nha. Alright, như vậy là chúng ta đã có một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để xem đề và để brainstorm. Thì không biết là các bạn nghĩ tới vấn đề gì đầu tiên. Còn cá nhân mình thì well, như các bạn có thấy bởi chiếc áo của mình nghĩ ngay tới luật, hay đúng hơn gọi là chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội trong mùa dịch Covid. Mình thấy cũng hợp lý mà, it's timely, it's relevant. Và ok, có thể là các cái từ vựng trong cái chủ đề này có thể sẽ hơi khó một chút, but that's why I'm here. Thì mình sẽ cung cấp cho mọi người một số từ vựng hữu ích cho cái chủ đề này nha. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái bài nói hoàn chỉnh trong vòng 2 phút. Ok. Alright, như vậy bài nói của chúng ta sẽ xoay quanh chỉ thị 16. Ở trong tiếng Anh, cái từ chỉ thị chúng ta có thể dùng từ là directive, hoặc nếu mọi người không nhớ thì có thể dùng từ decree cũng được. Nhưng mà trước khi đi vào cái chủ đề chính, chắc chúng ta sẽ phải lead in, chúng ta sẽ phải có một cái phần dẫn ha. Thì ở đây để nói cái phần dẫn chắc là không khó rồi, chúng ta có thể nói luôn chủ đề về COVID-19. Chẳng hạn nếu là mình thì mình sẽ nói rằng là toàn thế giới hiện nay đang phải trải qua đại dịch COVID-19, the COVID-19 pandemic. Và cái đại dịch này nó là một căn bệnh truyền nhiễm, contagious disease, và nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thế nên là các quốc gia phải có biện pháp để mà ngăn chặn sự lây lan của nó, ngăn chặn cái outbreak của căn bệnh này. Và như ở Việt Nam thì chính phủ có đưa ra một giải pháp, đấy là Directive 16. Right. Thì như vậy là chúng ta đã dẫn vào đề xong. Ở phần tiếp theo của bài nói, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái chỉ thị 16. Chúng ta có thể không nhất thiết là phải nói quá kỹ về từng điều khoản một, bởi vì again, chúng ta không phải là các chuyên gia về luật pháp, we're not legal experts, right? Chúng ta chỉ cần làm sao để khai thác được những cái nét chính nhất thôi. Chẳng hạn nếu là mình sẽ nói về việc cái chỉ thị này được ban hành bởi Thủ tướng, hay là nói chung hơn là bởi chính phủ, đúng không ạ? Ở đây ban hành chúng ta có thể dùng từ là adopt, yeah. Hoặc mọi người thậm chí có thể dùng từ như là prescribe cũng được. Từ này thì sẽ chuyên ngành hơn chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ nói về những cái điều khoản cơ bản của cái chỉ thị 16 này. Thì trong đó có thể đề cập đến một số việc như là chẳng hạn các cái dịch vụ và cơ quan mà thuộc các cái ngành không thiết yếu thì sẽ bị đóng cửa. Ở đây những cái cơ quan hay là dịch vụ đó chúng ta có thể gọi là non-essential services and businesses, right? Một điều nữa, đấy là về việc các cái public gatherings, những cái tụ tập đông người tại các nơi công cộng là sẽ bị nghiêm cấm. Nghiêm cấm chúng ta có thể dùng từ là strictly prohibited, right? Với những người mà không tuân thủ theo cái chỉ thị này thì sẽ bị làm sao? Bị phạt tiền, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là bị truy tố. Thì ở đây tuân thủ chúng ta có thể dùng những cái cụm động từ như là abide by hoặc là adhere to, right? Còn với việc phạt thì chúng ta có thể dùng động từ fine. Còn nếu mà đến mức mà bị truy tố thì cũng hơi nghiêm trọng ha. Alright, then mình nghĩ là mình có thể dùng từ prosecute. Yeah. Nghe cũng có vẻ chuyên nghiệp ha. Sounds like you're studying law. That's good. Ở phần cuối cùng của bài nói, tất nhiên rồi, mọi người có thể đưa ra những cái đánh giá về sự hiệu quả của cái Directive 16.
Cũng như là đưa ra cảm nhận của bản thân mình. Và đây là một cái mà mình rất là khuyến khích, hãy đưa ra những cái cảm nhận. Ở những cái chỗ như vậy, chúng ta có thể dùng rất nhiều các cái tính từ hoặc là các cái công cụ để thể hiện biểu cảm, và nó sẽ làm cái bài nói của mình nó trở nên rất là authentic, right? Rõ ràng là chỉ thị 16 đã phát huy tác dụng, bởi vì như mọi người thấy thì cái số lượng ca nhiễm, cái số lượng gọi là infected cases, cũng như là cái số lượng người tử vong do dịch, cái death toll của COVID-19 ở Việt Nam thì nó đã được minimize, được gọi là tối thiểu hóa, right? Và rõ ràng là cái luật này thì nó đã phát huy tác dụng. Ở đây chúng ta có thể dùng cụm là prove its efficacy hay là prove its efficiency, right? Còn về cảm nhận của bản thân thì tất nhiên chúng ta có thể nói rằng là mình rất là grateful với cái chỉ thị này. Có thể là ban đầu khi mà chỉ thị mới ra đời thì công chúng, general public, cũng như bản thân mình có thể cảm thấy hơi khó chịu một chút vì phải ở trong nhà. Thế nhưng rõ ràng sức khỏe cộng đồng, đúng không ạ? Community health là cái phải được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu mình dùng từ là top priority. Thì như vậy thì việc mà phải ở nhà thì cũng không sao, đúng, miễn là dịch nó sẽ được xóa bỏ, được gọi là eradicate. Alright, như vậy là mình đã vừa gợi ý một số từ vựng hữu ích cho mọi người cho cái chủ đề này. Và bây giờ công việc còn lại của mình sẽ là put it together, biến tất cả những cái từ vựng và ý tưởng vừa rồi thành một bài nói dài 2 phút. Let's see how I do it. Well, for the past 2 years, the world has been kept in a perilous situation due to the COVID-19 pandemic. And in order to stop the transmission of this viral disease, countries have come up with a myriad of solutions. And in the case of Vietnam, which is my country, our government has adopted a policy named Directive 16 as a preventive measure against this pandemic. Basically, it mandates closure of all non-essential services and businesses nationwide, and it also strictly prohibits gatherings of 2 or more people in any public places. And of course, those who do not abide by the provisions of this directive will be subject to heavy fines, or they might even be prosecuted. I think during the first couple of weeks when the directive was first implemented, I think the general public had quite a tough time accepting it, which I think is somewhat understandable because, you know, it's hard to keep yourself indoors 24/7, especially in a communal country like Vietnam. But looking back at, you know, the past couple of months, I definitely think the directive has worked wonders. I mean, if you look at the statistics, the number of infected cases as well as the death toll caused by the pandemic in Vietnam has been significantly lower compared to other countries in the region. And I think the directive has definitely something to do with this. And for that, I am very grateful for the Vietnamese government for taking the right action, for choosing the right approach, and for successfully implementing this directive. Alright, như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong bài nói speaking sample dài 2 phút về chủ đề tả một điều luật tốt tại quốc gia của bạn. Và bài nói vừa rồi thì mình phải công nhận là mình nói có hơi nhanh một chút, dù là mình improvise. Thế nên là nếu mà các bạn có cảm thấy hơi khó để nghe thì có thể là đặt tốc độ chậm hơn để nghe được kỹ những cái từ vựng mà mình dùng. Basically that's it. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chuyên mục speaking sample của ngày hôm nay. Again, mình là Duy Long, giảng viên đến từ The IELTS Workshop, và mình sẽ còn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. See ya. Be safe, okay? Be safe. Please be safe.